ở số 48 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, khách sạn Vĩ Dạ. Do là chưa liên hệ trước nên em không biết người ta có cho quay hay không. Chợ bán ít rác nữa. Trời ơi, quá trời rồi. Xe nào xe nãy khóc rồi, hốt không hết. Ở chợ bên kia đâu còn đâu. Đâu rác quá trời. Không bớt hả? Không bớt nổi luôn. Kỳ ta. Số lượng như nhau luôn hả? À. Không biết bớt không, chỉ đi. À, anh làm ca đêm á. Đúng rồi, 4 giờ mới đi. À, rồi hôm đi. À, anh lao công anh làm ban đêm. Anh nói ban ngày không biết thế nào nhưng mà ban đêm rác quá trời rác. Và đây có quán kem Winston. Không biết em phát âm vậy có đúng hay không ha. Cô chú anh chị cho em xin cái comment nha. Hủ tiếu xương, hủ tiếu hủ tiếu mì, nui, hủ tiếu gánh thôi. Rất là đông ở đây. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cô Bắc. Và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi đến đường Đề Thám, và nơi đó có giao lộ Đề Thám và Cô Bắc. Thì hành trình hôm nay nhân một buổi chiều mát mẻ, chúng ta em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng khu chợ Cầu Muối này ha. Và đây cũng là thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, chúng ta cùng đi dạo bước đến con hẻm 135 Trần Hưng Đạo. Và con hẻm đó cũng thông với đường Cô Bắc luôn. Và hôm nay chúng ta cùng dạo bước vô con hẻm đó về đêm ha. Và trước mặt chúng ta đó là ngôi trường Tiên Long ngày xưa, theo cái comment của cô chú anh chị. Và trường đó là trường Tư Thục Tiên Long, và ngày nay chỉ còn có chữ Long thôi. Các bạn thấy chữ Long ở trên đầu, trên nóc nhà đó, còn một chữ Long thôi. Nếu mà cô chú ở đây từ những thập niên 50, 60, 70 thì có lẽ chắc biết ngôi trường này. Và ngày hôm nay chúng ta cùng dạo bước ha. Nơi đây là ngôi chợ rau ở chợ Cầu Muối ngày xưa đó, vựa rau cải ngày xưa đó. Thì bây giờ cái chợ này không còn nữa, và những tiểu thương ở đây ngày xưa thì bây giờ chắc hơn lẽ bán ngoài chợ Thủ Đức rồi. Và đối với con đường này ngày hôm nay rất là thông thoáng, và nó trở nên thông thoáng hơn khi cái chợ Cô Giang đã không còn. Và ngày hôm nay buổi tối nay chúng ta cùng lên quanh khu này để cô chú anh chị xem và khảo sát nơi đây có những khách sạn gì, có hàng ăn uống gì. Và trước mặt chúng ta đó là khách sạn Vĩ Dạ ở số 48 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, khách sạn Vĩ Dạ. Do là chưa liên hệ trước nên em không biết người ta có cho quay hay không, nên em sẽ để cái giá của cái khách sạn lên trên màn hình để cô chú anh chị tiện việc theo dõi. Và nếu cô chú anh chị chọn hoặc là muốn xem khách sạn như thế nào thì chắc có lẽ em sẽ thực hiện trong video sau, và em sẽ đến liên hệ để xin quay. Thì khách sạn này cũng thường thôi, dạng khách sạn mini á mà. Và chúng ta đi đến một tí nữa thì có quán hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Thành Đạt. Quán này rất là đông luôn, bán 24/24 luôn á. Lúc trước thì ở đây có hệ thống khách sạn Red Door nữa nè, nhà này mới xây lên nè. Rất là lớn. Và kế bên ngày xưa là
hủ tiếu Thành Đạt bán kế bên, và ngày nay thì cháo ếch Singapore. Và chúng ta đi tới một tí nữa đó là đường Nguyễn Thái Học, trường Minh Đức, và hủ tiếu Thành Đạt của chúng ta nằm bên tay trái số 34, 34 Cô Bắc. Và do hôm nay trời mưa nên hẻm 135 đóng cửa rồi, chúng ta không có vô được hẻm 135 đây. Thông ra Trần Hưng Đạo nè, để em lại xem có khóa hay không nha. Thường thì đóng cửa rất là trễ, tầm 9-10 giờ, hôm nay mới 8 giờ đóng cửa, chắc lẽ họ chỉ khép lại thôi. Và chúng ta bắt đầu đi vô ha. Và thẳng cái hẻm này mình sẽ đi ra cái khóa rồi rồi. Rất tiếc là hẻm đã khóa. Và chúng ta đi theo đường Cô Bắc ha. Do hôm nay trời mưa nên chắc họ khóa sớm, nên chắc hẹn cô chú anh chị những cái dịp khác. Và hôm nay mình sẽ đi dạo vòng chợ rau này ha, chợ rau Cô Bắc, xem khu vực này ngày hôm nay như thế nào. Và sau khi cái chợ Cô Giang đã không còn thì cái chợ rau cũng, ở cái chợ rau này, chợ hành tỏi này cũng giảm nhiệt luôn. Đó, lúc trước thì đã vắng rồi, ngày hôm nay còn vắng hơn nữa. Ở trong đây thì có hai cái hẻm 16 và 18. Chắc hẹn cái video đó vào ngày mai quá. Ngày mai đi ban ngày cho nó rõ nét hơn đó, ban đêm thì không rõ cho lắm, tại hẻm nó cũng tối. Và thấy bữa thì mình đi thấy củ hành, củ tỏi rất là nhiều luôn ha. Nhưng mà ngày hôm nay thì không có còn nữa. Thấy hẻm, hẻm 16, 18 đây nè. Rất là vắng, chỉ còn lại một vài gian hàng thôi, không có nhiều. Mà chúng ta thấy anh lau công quét dọn. Gài chợ vắng ít rác nữa không? Trời ơi, quá chợ rồi. Xe nào xe nãy cóc rồi hốt không hết. Ủa chợ bên kia đâu còn đâu. Ủa, đâu bét quá trời. Không bớt hả? Không bớt nổi luôn. Kỳ ta. Số lượng như nhau luôn hả? À. Không biết bớt không, chúng ta đi hôm nay. Anh làm ca đêm á. Đúng rồi, 4 giờ mới đi. Anh đi. Anh lao công anh làm ban đêm. Anh nói ban ngày không biết thế nào, nhưng mà ban đêm rác quá trời rác. Mặc dù chợ không còn nhưng mà vẫn có rất là nhiều rác. Và chúng ta sẽ dạo qua bên khu vực đường Nguyễn Thái Học này, để mình xem khu vực này về đêm như thế nào hả. Nó cũng là cái khu hẻm 135 luôn đó. Nếu cô chú anh chị ở trong hẻm đó ngày xưa thì nếu mình có ký ức về ngôi hẻm, con hẻm đó thì chắc có lẽ cô chú anh chị đều biết đến cái cung đường này. Và hôm nay chúng ta cùng dạo bước để xem cung đường này buổi tối bán những gì. Ăn uống rất là tấp nập luôn. Đây cái đầu đường Cô Bắc nè, có quán hủ tiếu gà. Hủ tiếu gà rồi
rồi quán kem à. Cỡ tầm 10 giờ thì có cô bán bánh mì bì ở đây rất là nổi tiếng, bán một đêm cỡ mấy trăm ổ á, cỡ ngàn ổ luôn á. 10 giờ cô mới bán, 10 giờ cô bán ở ngay số 65F Nguyễn Thái Học này nè, kế bên tiệm tạp hóa này. Đây cũng có Circle K nè, shop tiện lợi bây giờ rất là thịnh ở Sài Gòn. Phải nói cung đường Nguyễn Thái Học này bán rất là nhiều món ăn vặt của các phù hợp với các lứa tuổi, lớn cũng hợp mà teen cũng hợp. Ở đây thì có cô bán hủ tiếu rất là đông. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đến cái quán hủ tiếu đó nè. Còn có những cô bán gánh hàng rong nè. Gánh hàng rong thì bán bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn rồi nem chả tré rất là nhiều luôn. Và đây có quán kem Winston Winston không biết phát âm vậy có đúng hay không ha. Cô chú anh chị cho em xin cái comment nha. Winston bà con mình em đọc tiếng Anh dở bị cười hoài ngại quá. Nhưng mà không sao, có người sửa sai là vui rồi. Và ở đây ngay góc trường Minh Đức, chúng ta thấy có quán hủ tiếu, hủ tiếu về đêm, hủ tiếu xương, hủ tiếu mì, nuôi, hủ tiếu gánh thôi. Rất là đông ở đây. Người ăn ngồi ở dưới hiên trường Minh Đức. Thực khách rất là đông nha. Cô bán về đêm thôi. Từ vì những mặt bằng ở đây thì rất là đắt, và họ chỉ mang theo những cái máy hiên của những cái nhà công ty ban ngày đóng cửa đó. Và trước mặt chúng ta đó là ngôi trường. Một lần nữa mời bà con mình cùng xem lại ngôi trường Minh Đức, một ngôi trường gắn liền với tuổi thơ của cô chú anh chị. Trường rất là đẹp và bên trong rất là rộng. Và dưới ngôi trường bên cánh trái chúng ta thấy đó là quán hủ tiếu. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Kế bên đây có một con hẻm. Ngày xưa thì cô chú anh chị cũng ở trong hẻm này nè. Và chắc có lẽ cái video này em sẽ thực hiện sau ha. Ba ngày sẽ dễ thấy hơn. Tại vì những con hẻm thì không có đèn không có sáng cho lắm. Và để nhận diện ngôi nhà của mình thì ban ngày mình sẽ thấy rõ hơn, ban đêm chỉ cập nhật số hoạt động về đêm ở khu vực này bà con mình cùng xem thôi. Đây là hẻm 81 Nguyễn Thái Học. Và con đường này em cũng nhận rất nhiều comment nè, trong đó hẻm 81 rồi hẻm 218. Chắc để hôm nào em sẽ thực hiện những video đó ha. Tất cả những cái comment của cô chú anh chị em đều đọc hết, và em sẽ note lại những cái yêu cầu mà cô chú anh chị đã comment.
bảo ông ta đây thấy cái này có bánh mì, bánh mì Ngân Sài Gòn. Ở đây có bánh mì xem bông, bánh mì pate, bánh mì thịt nguội. Hamburger, xôi mặn. Hôm nay ban ngày trời Sài Gòn rất là nắng, khoảng tia UV rất là cao, khoảng 32-33 độ, và ban đêm chiều lại đổ mưa, và bây giờ tối thì mát mẻ. Và ban ngày ở khu vực này bán rất là nhiều bắp. Đây chúng ta thấy buổi tối còn những chị bán bắp nè, bắp trái rồi rau bắp. Ngày xưa em có nuôi két đó, con két, con vẹt đó, em hay ra đây mua bắp đó. Ở đây mua những trái bắp vụn, những trái bắp bị sâu đó, về cho nó mổ. Rồi chúng ta đi đến đây là giao lộ của Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học. Còn đây mình thấy có trà sữa nè, pizza. Ở khúc này thì không có thiếu đồ ăn ha, rất là nhiều luôn. Khu ăn uống cũng tương đối tấp nập ở cái đoạn Nguyễn Thái Học này. Và video ở đây chắc em xin tạm dừng một số hình ảnh ở chợ đầu mối rau cải về đêm, sau ngày chợ Cô Giang giải tỏa thì chúng ta thấy tình hình bà con buôn bán cũng rất là khó khăn. Và một số hình ảnh ở cung đường Nguyễn Thái Học với những cái hàng quán ăn uống để gửi bà con bác xem. Một cái khu ăn uống cũng tương đối là tấp nập, nhưng mà chỉ có về đêm thôi. Cái này thích hợp cho các anh chị thích ăn vặt đi dạo vòng vòng Sài Gòn. Và chúng ta đến đây là giao lộ Nguyễn Thái Học và Trần Hưng Đạo. Bên kia là hướng vào phố Tây Bùi Viện. Và chúng ta đi tới một tí nữa, đó là cái rạp Nguyễn Văn Hảo ngày xưa. Đối diện rạp Nguyễn Văn Hảo thì có cái hẻm 135, và chắc có lẽ hẻm 135 hôm nay đóng cửa, và chắc em hẹn lại video sau nha. Và chúng ta cùng nhìn lại con đường Nguyễn Thái Học và Trần Hưng Đạo. Phía trước đó là trường nữ sinh, và bên đây là trường Lê Lợi, trường Nguyễn Thái Học chứ. Và tới một tí nữa đó là trường Bồ Đề, và ngày nay có tên là trường Đồng Khởi. Ở phía dưới trường Cộng Lãnh gần với chợ Trái đó. Rồi một số hình ảnh ở cung đường Cô Bắc, chợ đầu mối rau cải, và một cái số hàng quán ăn uống ở cung đường Nguyễn Thái Học, gửi bà con cô bác chúng ta cùng dạo chơi ha. Nếu mà mình có về Sài Gòn thì mình cũng biết được khu vực này như thế nào, và về đêm nó tấp nập ra sao. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.